dành cho em. Trong tôi đã phai mờ, giờ em bước đi theo chồng, bỏ lại trong tôi một bóng hình, nói lên tiếng yêu lặng thầm anh dành cho thằng nhóc con hồi nãy thì vừa rồi nói chung là mình cũng cho con vào học ở Simon Music thì mới được có mấy tháng thôi chứ không được lâu, không được lâu đâu. Thì thấy bạn ở đây, bạn đàn này cũng khá khá và cũng biết một chút gì đó gọi là giai điệu và biết nhịp, biết nốt của bạn ấy là ok. Sau một thời gian thì với lại cơ bản nữa mình cũng mê hát nên là cho ảnh vô học thử coi như thế nào. Các bạn thấy là ở Simon Music ok.